sân khấu cải lương ngày xưa đẹp lắm. Đừng có nghe tam sao thất bổn. Lịch sử nào mà dám chứng minh người Việt Nam ngày xưa chỉ một ngón mà người Trung Quốc chỉ hai ngón. Em phải biết cân bằng cái lực của em. Em mới tải được hết câu giọng cổ của em. Và em biết ca đâu là lấy hơi, kỹ thuật và chỗ nào đúng là lấy hơi truyền cảm. Múa lại từ đầu á, từ đầu á. Tại vì con múa dối nó không đẹp. Con gạt xong là thấy đúng mạnh nha nè. Tại vì tuồng cổ nó quan trọng con mắt. Đau quá, đau quá. Ông dị đó, ông ngã xuống rồi cái mặt ông ngước lên ra ngoài khán giả. Nói đi em, nói chuyện kiều bạc số, nói chuyện kiều bạc số. Nè con, cái đoạn này là cái đoạn dứt cho nên là nó phải nhanh hơn, nghe chưa? Làm lại đi. Bây giờ chúng ta hãy dành thời gian lại, tập trung nghiên cứu hát làm sao cho hay. Nếu mà tụi con mà không cố gắng thì tất cả chúng ta sẽ uổng công bao nhiêu ngày qua. Âm nhạc mọi thứ cũng rất là đẹp, nhưng cô vẫn chưa hài lòng mấy. Toàn bộ rất tốt, chỉ riêng câu vô dòng cổ là nó hơi bị mẻ, rất là khó chịu. Bây giờ con phải năn nỉ phòng máy đổi câu dòng cổ của con phải không? Chứ nếu không thì sao cho điểm con đàng hoàng được. Chú Thanh là nhìn thấy giống những hoàng tử và những nàng công chúa đang xuất hiện. Tại sao hai bạn không đi thi hoa hậu? Tại em không đủ chiều cao chị. Chiều cao không là vấn đề. Cái tài năng và cái bên trong của các bạn sẽ giúp cho các bạn tỏa sáng. Đón xem Học Viện Cải Lương được phát sóng lúc 19 giờ Chủ nhật trên Today TV và YouTV, 20 giờ Chủ nhật trên kênh YouTube Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết, bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 năm 2024.